Vừa qua, chương trình văn nghệ Mãi mãi niềm tin theo Đảng do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức đã chính thức diễn ra. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự. Đã trở thành chương trình truyền thống do Tạp chí Cộng sản khởi xướng, chương trình Mãi mãi niềm tin theo Đảng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 và trong không khí cả nước vui tươi đón chào một mùa xuân mới với nhiều niềm tin và hy vọng. Với nhiều tác phẩm đã đi cùng năm tháng ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, thể hiện tình yêu sâu sắc với quê hương đất nước như Chiến sĩ Việt Nam, Tự hào đi lên ôi Việt Nam, Người là niềm tin tất thắng, Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng, được dàn dựng công phu, chương trình đã để lại những phút giây lắng đọng trong lòng người xem. Tất cả hành động của Đảng đều thể hiện theo nguyện vọng của nhân dân, sự quyết liệt trong công tác xây dựng Đảng trong suốt 89 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây đã củng cố vững chắc thêm niềm tin của dân với Đảng. Đảng đã đem về cho dân tộc ta những mùa xuân tràn đầy hạnh phúc và ước vọng. Giờ đây theo dòng chảy của lịch sử, sự nghiệp đổi mới của đất nước đang vững bước đi lên, vượt qua mọi sóng gió thác gành, sẵn sàng hội nhập cùng bạn bè Nam châu.